Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021, tổng kết đợt thi đua đặc biệt 130 công trình phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, phát động chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021 cho 10 chi hội phụ nữ đạt giải thưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở, vận động phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố và địa phương. Qua đó tạo động lực thi đua mạnh mẽ của các cấp hội trên địa bàn thành phố là mục tiêu phấn đấu của các chi hội và mỗi hội viên phụ nữ. Đặc biệt với 3 công trình trên phần việc trọng điểm do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động đã đón nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội, từ cán bộ, hội viên phụ nữ. Sau 5 tháng phát động công trình, vận phần quà san sẻ yêu thương, các cấp hội đã huy động tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thăm tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công trình tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt với chuỗi sự kiện Sắc Cam, Thắp Sáng và Hành Động đã lan tỏa và tiếp nối bằng những hành động thiết thực từ mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng để xây dựng Đà Nẵng môi trường an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động và cam kết thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu 121 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2022-2026 với kinh phí 3 tỷ 630 triệu đồng.